Khẳng định tại em không ăn hình, nhưng nhìn cận mặt Ngân Anh tại sự kiện thì hết hồn. Môi không còn bị tều nữa, nhưng gương mặt của Ngân Anh vẫn gây hoang mang cho người nhìn. Sau một thời gian bị chỉ trích vì nhan sắc không xứng với danh hiệu Hoa hậu Đại Dương, thậm chí Leo Ngân Anh còn nhận nhiều áp lực vì bị yêu cầu phải trao trả lại vương miện cho ban tổ chức. Sau đó Ngân Anh rất hạn chế xuất hiện trước công chúng, lặng mất tâm khỏi showbiz một thời gian vì lý do đi du học. Gần đây bất ngờ xuất hiện trong show diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long. Ngân Anh khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc có phần lung linh hơn và khác trước. Nhiều người nghi ngờ Leo Ngân Anh trong thời gian tạm lánh khỏi showbiz đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên trong một buổi phỏng vấn, Ngân Anh một mực phủ nhận việc can thiệp giao kéo. Cô cho rằng gương mặt của mình không ăn hình, mặt tròn lên hình nhiều góc chết nên bị chê. Ngân Anh trong clip phỏng vấn tại một sự kiện thời trang vào ngày 29 tháng 1. Máy quay zoom cận mặt nên có thể nhìn thấy những điểm kém hấp dẫn của Ngân Anh. Cô khẳng định mình không có phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người gặp em ngoài đời sẽ thấy khác. Một phần là em không ăn hình máy và hai là mặt em tròn, lên hình dễ bị nhiều góc chết hơn. Ngân Anh vẫn rất tự tin vào ngoại hình của cô ở hiện tại và mong mọi người cũng đừng nghĩ cô bơm mặt nữa. Khi bị phóng viên hỏi về tin đồn tiêm mặt, Ngân Anh chia sẻ, chắc em phải cho anh xem ảnh hồi nhỏ của em tròn hơn thế này nữa. Em là cơ địa chỉ mập ở mặt thôi nên em ăn uống điều độ hơn. Dù một mực khẳng định tự nhiên từ bé, nhưng gương mặt của Ngân Anh lúc cười vẫn gây hoang mang cho người nhìn. Hồ Quang Hiếu lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Khổng Tú Quỳnh, tiết lộ vẫn làm điều này với Bảo Anh. Ở độ tuổi này, Hồ Quang Hiếu mong muốn được lập gia đình hơn và những mối quan hệ hẹn hò chóng vánh. Vài ngày qua, khán giả khá xôn xao trước tin đồn Hồ Quang Hiếu và Khổng Tú Quỳnh đang có mối quan hệ yêu đương. Theo đó, mọi thông tin xuất phát từ việc cả hai cùng đăng dòng trạng thái giống hệt nhau trên mạng xã hội, anh say quá. Sở dĩ vì cả hai nếu có thân thiết hơn trong thời điểm này cũng khá hợp lý. Vì nam ca sĩ đã chia tay Bảo Anh đã hơn một năm. Còn về Khổng Tú Quỳnh, thời gian vừa qua cô cũng rơi vào nghi vấn, đã tan vỡ với Ngô Kiến Huy. Trước những tin đồn này, khi có dịp tham gia vào một chương trình ca nhạc, Hồ Quang Hiếu đã tâm sự với truyền thông. Tôi đã 32 tuổi, đến lúc lập gia đình rồi, ngoài sự nghiệp ca hát thì đó cũng là một đích hướng đến của tôi. Đồng thời giọng ca Con Bướm Xuân cũng bác bỏ việc đang hẹn hò với Khổng Tú Quỳnh. Bởi lẽ, anh vẫn mong muốn gặp được một người phù hợp để cùng xây tổ ấm trong tương lai. Bên cạnh đó, khi nói nhắc đến người yêu cũ thì Hồ Quang Hiếu cũng bộc bạch. Tôi hay bảo anh nếu có người mới, chuyện quá khứ sẽ làm họ tổn thương khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ai cũng có quá khứ thì nên ngủ yên. Tôi xem quá khứ là những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Ngoài ra, sau khi dừng lại chuyện yêu đương, cả hai còn xem nhau là bạn bè, chứ không có chuyện cạch mặt như những người khác. Hồ Quang Hiếu tiết lộ, lâu lâu cả hai cũng có tâm sự, chia sẻ những chuyện trong cuộc sống. Gần đây nhất trong đám cưới Trường Giang, thì cặp đôi này cũng khiến cả cộng đồng mạng rần rần vì cùng xuất hiện ngồi cạnh nhau thân mật tại bàn tiệc hay họ còn lộ ảnh check-in cùng địa điểm khi đi du lịch. Sau 3 tháng rút khỏi vì biết đi Úc, nhan sắc hiện tại của rocker Nguyễn ra sao trong ngày về nước? Rocker Nguyễn trở lại sau thời gian sống ẩn tại Úc. Điều người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên, đó chính là hình ảnh nam ca sĩ trở lại hoàn toàn điển trai tươi tắn hơn sau lùm xùm về hình ảnh cá nhân. Cách đây vài ngày trên trang Instagram cá nhân của mình, hình ảnh rocker Nguyễn check-in trên một tuyến đường quen thuộc của Sài Gòn với lời chia sẻ về sự trở lại của mình đã khiến cư dân mạng khá bất ngờ. Có lẽ sau một thời gian ẩn tại Úc, điều mà người hâm mộ luôn nhìn thấy là một rocker Nguyễn hoàn toàn khác. Dường như anh hạn chế tiếp xúc mạng xã hội và tập trung vào việc học và đi du lịch, có thể nhận thấy nam ca sĩ hạnh phúc tự do, tự tại hơn với khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần ở Việt Nam. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Văn Anh Tú Vi chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng rocker Nguyễn, kèm hình ảnh là dòng trạng thái Tú Vi chia sẻ. Lâu quá không gặp lại, em còn đẹp trai hơn hi hi, về Sài Gòn ít ngày nhưng đã thu xếp qua chơi với chị. Tú Vi chia sẻ ảnh chụp cùng rocker Nguyễn, có lẽ đây là khoảng thời gian nam ca sĩ lấy lại phong độ như một sói ca xưa mà người hâm mộ từng biết. Hiện tại, anh đã có da có thịt và tóc dài cũng chỉnh chu hơn và không còn xuống sắc như trước. Diện mạo mới nhất của rocker Nguyễn. Vào tháng 5 2018, sự nghiệp của rocker Nguyễn tuột dốc khi anh chàng này có những phát ngôn ngông cuồng trên mạng xã hội. Không những thế, hình ảnh hốc hác gầy gò của nam MC này ở thời điểm đó khiến nhiều người bất ngờ. Đầu tháng 8 2018, rocker Nguyễn nghe lời gia đình quyết định từ bỏ showbiz sang Australia xây dựng cuộc sống mới.
Rocker Nguyễn từng xuất hiện gầy gò vào tháng 5 2018. Bắt gặp Trường Giang nhà Phương ở hàng, vợ cứ việc ngồi ăn, lấy đồ để chồng lo, bà bầu béo tròn. Nhất cử nhất động của cặp vợ chồng đình đám nhất showbiz Việt rất được săn đón. Mặc dù đang vướng dáng bầu bì, nhưng nhà Phương vẫn rất tích cực đồng hành cùng chồng đi lưu diễn nước ngoài. Hôm qua, hai vợ chồng được bắt gặp tại sân bay Hàn Quốc khi đang trên đường từ Mỹ về Việt Nam. Vì muốn có khoảng không gian riêng tư nên Trường Giang từ chối xuất hiện trong clip, nhưng hình ảnh của cặp đôi vẫn thoáng qua. Chỉ vài giây thôi, người hâm mộ cũng đủ ghen tị với sự chăm sóc chu đáo của danh hài dành cho vợ. Nhã Phương chăm chú ngồi ăn, được ông xã chăm chút kỹ lưỡng. Gương mặt nữ diễn viên tròn trịa có dấu hiệu tăng cân trông thấy, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Nhất cử nhất động của cặp vợ chồng đình đám nhất showbiz Việt rất được săn đón. Nhã Phương theo Trường Giang đi diễn ở Mỹ. Người đẹp cần lấy đồ chỉ cần chỉ tay và được chồng giúp đỡ luôn và ngay. Đến tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn chưa từng lên tiếng chính thức về tin đồn bầu bì. Trường Giang từng tiết lộ chuyện hòa hợp của hai vợ chồng trong khoảng ăn uống. Trường Giang Nhã Phương có một cái đồng cảm nhất là về ăn uống. Nhã Phương rất thích ăn và cái gì cũng khen ngon hết. Chỗ nào Trường Giang dắt đi ăn là ngon, chỗ nào Nhã Phương nhắc đi ăn là Trường Giang đều chê hết. Tại vì người miền Trung với nhau mà, Nhã Phương người Quảng Nam, Trường Giang cũng người Quảng Nam, đồng điệu đồ ăn ghê lắm. Trường Giang Nhã Phương nhiều lần bắt gặp chăm chú ăn uống. Danh hài rất tận tình chăm sóc bà xã. Nhã Phương nũng nịu khi được bón cho ăn. MC Thành Trung gato khi chứng kiến cảnh này. Đám cưới Ân Hoàng Phúc Kim Cương, khách mời Trình Thiệp mới cho vào, bao gồm cả bà Mai. Nghe nói đám cưới Ân Hoàng Phúc Kim Cương phải có thiệp mới vào được, kể cả bà Mai mối luôn. Nên cầm thiệp vào cho cẩn thận cả nhà ạ, Quế Vân cho biết. Theo chia sẻ, đám cưới của Ân Hoàng Phúc và Kim Cương sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 1 tháng 12. Hôn lễ sẽ có nhiều điều bất ngờ do chính tay chú rể Ân Hoàng Phúc dàn dựng dành tặng cho bà xã Kim Cương và những người bạn thân thiết đến tham dự. Trước ngày trọng đại, mọi thông tin về đám cưới thế kỷ của cặp vợ chồng ngôi sao đang thu hút sự quan tâm của mọi người. Mới đây, Quế Vân bất ngờ chia sẻ về điều đặc biệt đầu tiên trong đám cưới của Phúc và Cương. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ gốc Hà Thành, cô chính là người mai mối cho cặp trai tài gái sắc. Đám cưới của cặp vợ chồng ngôi sao được thắt chặt an ninh. Các khách mời, kể cả người thân thiết tới dự tiệc, đều phải có thiệp mới được vào bên trong khu chính lễ. Các cậu hỏi tớ đi đâu đi, tớ đi đám cưới Ân Hoàng Phúc và Kim Cương, nghe nói là phải có thiệp mời mới được vào. Kể cả bà mai mối luôn, nên cầm thiệp vào cho cẩn thận cả nhà ạ. Thấm thoát mà 6 năm đã qua, giờ chúng hạnh phúc nhìn thấy vui lây. Kiếp mai mối trọn đời thấy má ơi, Quế Vân hào hứng cho biết. Sau một năm hẹn hò bí mật, Ân Hoàng Phúc Kim Cương công khai tình yêu vào năm 2014. Đến với nhau, sau khi giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2008 Kim Cương đã qua một lần đổ vỡ và có một cậu con trai riêng, mối tình của họ gặp không ít sóng gió. Vừa qua tất cả, cả hai quyết định đăng ký kết hôn và sống cùng nhau từ năm 2015, dù chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại cặp đôi đã có một cậu con trai chung. Về phía con riêng của vợ, Ân Hoàng Phúc cho biết cậu bé rất ngoan và nghe lời. Bé Hân Phát gọi Ân Hoàng Phúc là bố và thân thiết với anh hơn mẹ. Tháng 10 vừa qua, Ân Hoàng Phúc cầu hôn Kim Cương sau 3 năm chung nhà, chung con. Trên bãi biển Phú Quốc lãng mạn, nam ca sĩ đã chuẩn bị một nhẫn kim cương trị giá cả tỷ đồng, trao cho mẹ của con trai. Khoảnh khắc tình tứ đẹp tuyệt mỹ của cặp đôi trên biển cũng được chọn in trên thiệp mời với thiết kế độc đáo và trang nhã. Luôn sát cánh bên ông xã trong mọi hoạt động, Kim Cương xứng đáng là hậu phương tuyệt vời nhất mà giọng ca thà rằng như thế có được. Hơn 6 năm yêu và từng ấy thời gian Ân Hoàng Phúc Kim Cương cùng có nhau trong mọi kế hoạch, mọi hành trình. Cả hai thừa nhận chính đối phương giúp mình trưởng thành và hoàn hảo hơn. Với Ân Hoàng Phúc, Kim Cương chính là báu vật anh may mắn có được. Vì vậy, nam ca sĩ hết mực yêu chiều và nâng niu vợ. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cặp đôi Ân Hoàng Phúc Kim Cương đã bỏ nhiều tâm sức chuẩn bị cho từng công đoạn nhỏ nhất. Phản ứng của Trường Giang khi bị khán giả sờ soạng kéo ngã trong đêm diễn ở Mỹ. Đi diễn tại hải ngoại, nhưng Trường Giang bị khán giả Mỹ sờ soạng khiến nam danh hài phải trở mặt bực bội. Sau đám cưới, những ngày cuối tháng 11 2018, Trường Giang cùng Hồng Ngọc, Lam Trường, Đan Trường, Khải Như, Chí Tài đã có tour lưu diễn dài ngày ở Mỹ. Trong lúc đang mang thai con đầu lòng, diễn viên tuổi thanh xuân vẫn hoạt động nghệ thuật như bình thường. Cô thường xuyên xuất hiện tại phim trường với các lịch chụp quay hình. Khi anh có chuyến lưu diễn phục vụ khán giả hải ngoại, thì người đẹp cũng đồng hành với chồng trong chuyến đi này. Nhã Phương còn đồng hành với ông xã sang Mỹ. Anh có chuyến lưu diễn phục vụ khán giả hải ngoại
và bà xã cũng đồng hành với mình trong chuyến đi này. Trường Giang là một nghệ sĩ đắt show ở hải ngoại, đặc biệt là Mỹ, hầu như năm nào anh cũng đến nơi này. Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip Trường Giang đang diễn tại Mỹ nhưng gặp sự cố, khán giả Mỹ đã sờ soạn. Vốn là nghệ sĩ giản dị và gần gũi với khán giả, nam danh hài xứ Quảng khi sang nước ngoài vẫn thể hiện tính cách như vậy. Trong clip biểu diễn tại Mỹ, Trường Giang không ngại tới sát khán giả để trò chuyện và chụp hình kỷ niệm. Đáng chú ý là nam danh hài còn hứng chí, ngồi xuống sân khấu để khán giả thỏa sức ôm, cầm tay vuốt má vuốt lưng. Chính vì sự gần gũi và thân thiện này mà cái tên Mười Khó liên tục được khán giả gọi to. Quá đông khán giả sờ soạn, Trường Giang khiến anh phải ngã ngửa xuống sàn. Tuy nhiên hôm qua, hai vợ chồng xuất hiện tại sân bay Hàn Quốc khi trên đường từ Mỹ về Việt Nam. Vì muốn có khoảng thời gian riêng tư nên Trường Giang từ chối xuất hiện trong clip. Thế nhưng hình ảnh của cặp đôi vẫn thoáng qua. Chỉ vài giây thôi nhưng có thể thấy Nhã Phương chăm chú ngồi ăn, được Trường Giang chăm chút kỹ lưỡng.